Sẽ chẳng ngoa khi nói rằng Sơn Tùng NTP đang là ông hoàng của V-pop. Anh không chỉ chinh phục khán giả bằng những bản hit triệu view mà còn định hình phong cách riêng, đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới. Mỗi lần xuất hiện, Sơn Tùng đều tạo nên cơn sốt, khiến công chúng không thể rời mắt. Anh là biểu tượng của âm nhạc đương đại, một nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ. Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng cái tên Sơn Tùng NTP có lẽ sẽ chỉ được đến đây thôi. Và đã đến lúc cần có một người khác kế thừa ngai vàng của Sơn Tùng rồi. Câu hỏi được đặt ra là ai có đủ khả năng để ngồi lên chiếc ngai vàng ấy đây? Jagger cũng có thể lắm chứ, cậu ta cũng đã từng tiến tới rất gần điều này rồi mà. Hay là những cái tên đang nổi đình nổi đám hiện nay như Hiếu Thứ Hai, Ryder, Grant Evans. Trong suốt 10 năm thống trị làng giải trí, Sơn Tùng NTP đã tạo nên những kỳ tích mà có lẽ sẽ rất lâu sau mới có người vượt qua được. Ngôi sao số 1 showbiz, thần tượng của những thần tượng, ông hoàng V-pop, Tùng không chỉ thiết lập những kỷ lục cho riêng mình mà còn ở vị trí của một người tiên phong thay đổi cuộc chơi. Nhưng chính Tùng cũng nhận ra rằng sẽ đến một ngày mình sẽ phải nhường lại cái vị trí số 1 này cho người khác và thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cho ngày đó từ cách đây 3 năm khi từng tuyên bố sẽ lui về hậu thuẫn cho các nghệ sĩ trẻ và lập gia đình vào năm 30 tuổi. Nửa đầu năm 2024, Tùng vẫn vững vàng trên ngôi vị số 1 của mình khi liên tiếp ra hai sản phẩm với những kỷ lục khiến bất cứ ngôi sao nào cũng phải thèm muốn. Sơn Tùng vẫn thể hiện sức hút khủng khiếp của mình trong lòng khán giả, dù đã qua thời kỳ đỉnh cao khi mà hàng triệu con mắt phải dõi theo từng bước đi kế tiếp. Sơn Tùng của hiện tại vẫn nhẹ nhàng lướt thẳng một lèo đến những con số thành tích đẹp như mơ và thống trị bảng xếp hạng, mọi cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Đừng làm trái tim anh đau tiếp tục giúp Sơn Tùng củng cố vị trí ngôi sao số 1 showbiz hay còn gọi là ông vua của V-pop. Fanbase khổng lồ nổi tiếng với sự trung thành và nhiệt huyết, nỗ lực giữ gìn hình tượng sạch sẽ cùng những sản phẩm luôn chiều theo thị hiếu của người nghe. Hơn một thập kỷ ngụp lặn trong làng giải trí Việt, có lẽ công thức để tạo ra một bản hit đã trở thành một phần DNA của Tùng. Cả chúng ta của tương lai lẫn Đừng làm trái tim anh đau, dù khác nhau về màu sắc âm nhạc, nhưng đều có phần giai điệu cực kỳ bắt tai, dễ nhớ và đầy sức mê hoặc. Sơn Tùng biết khán giả thích gì ở mình và tiếp tục khai thác triệt để điều đó nhằm duy trì sức hút mãnh liệt và vị thế nhà vua của mình. Có thể nói ngắn gọn là chừng nào Tùng còn ra nhạc thì chừng đó Tùng vẫn còn là cái tên top trending. Thế nhưng chúng ta đều có thể nhận thấy rằng sự sáng tạo và đột phá ở Sơn Tùng đang dần phai nhạt đi khá nhiều so với cách đây 10 năm. Các bài hát của Sơn Tùng có lẽ vẫn là hit khi ra mắt, vẫn viral, vẫn phá kỷ lục về mặt con số, nhưng sức ảnh hưởng thật sự và khiến người nghe phải gật gù vì sự tìm tòi sáng tạo, về tính nghệ thuật, về sự trưởng thành, vì cái tôi nghệ sĩ. Có lẽ cũng đúng như Tùng nói, sẽ đến lúc ông hoàng V-pop phải nhường lại ánh hào quang cho lớp trẻ và đảm nhiệm một vai trò khác trong tham vọng phát triển và đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới. Và cái tên được nhiều người nghĩ tới nhất có thể sẽ kế thừa Sơn Tùng NTP lúc này chắc hẳn là Hiếu Thứ Hai. Nửa cuối năm 2024 chứng kiến sự xuất hiện dày đặc của cái tên Hiếu Thứ Hai trên mọi mặt trận bảng xếp hạng từ âm nhạc cho đến độ thảo luận trên mạng xã hội. Với việc tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, Hiếu Thứ Hai vươn lên vị trí người ảnh hưởng nhất trên social media vào tháng 7 theo bảng xếp hạng của Boostmatrix, đồng thời vượt Sơn Tùng NTP trong bảng xếp hạng lượt nghe hàng tháng cao nhất trên nền tảng Spotify vào ngày 19 tháng 9 vừa rồi. Tuy con số này chưa vượt qua được kỷ lục hơn 2 triệu người nghe hàng tháng mà Sơn Tùng từng thiết lập khi cho ra mắt Đừng làm trái tim anh đau, nhưng nó cũng réo lên hồi chuông cảnh báo cho ông hoàng V-pop về một sự trỗi dậy đáng gờm. Cũng mới vào tháng 7 năm 2024, Hiếu Thứ Hai đạt kỷ lục là nghệ sĩ nằm trong top bảng xếp hạng top nghệ sĩ Việt Nam lâu nhất với chuỗi 1.000 ngày liên tục. Như sự sắp đặt của số phận, 2024 cũng là năm mà Sơn Tùng chính thức tròn 30 tuổi. Có lẽ đây chính là thời điểm chuyển giao dần giữa hai thế hệ mà Tùng đã từng dự cảm về tuổi 30 của mình. Và đây cũng là thời điểm mà chúng ta dần nhìn thấy chân dung của người sẽ soán ngôi vương mà Tùng đã sở hữu trong suốt 10 năm vừa rồi, Hiếu Thứ Hai. Nói đến Hiếu Thứ Hai thì thật khó để chỉ ra một khuyết điểm nào từ anh chàng này. Chàng trai trẻ này được đánh giá là có đầy đủ phẩm chất của một thần tượng khi vừa có tài năng, ngoại hình mà tính cách cũng được rất nhiều người yêu mến. Trước khi có cho mình các bản hit, Hiếu được biết đến là một trong những rapper đẹp trai nhất Việt Nam. Việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế một cách năng suất và đưa hình ảnh của Hiếu phủ sóng rộng rãi và thu về cho cậu một lượng fan khổng lồ nhờ ngoại hình và cách tương tác duyên dáng, hài hước của mình. Ý thức được lợi thế, Hiếu càng đầu tư cho việc xuất hiện thật chỉn chu và có tính thời trang, dần dần nâng cấp hình ảnh của mình cho đúng với vị thế của một ngôi sao.
Dĩ nhiên, một ông vua làng nhạc không chỉ ngồi đó chỉ vì đẹp. Giá trị cốt lõi của một ngôi sao giải trí, một thần tượng âm nhạc vẫn là sản phẩm. Nếu như năm 2023 chúng ta nhắc đến The Link, MCK hay Grand Event, thì đến năm 2024, cái tên thật sự có khả năng bắt kịp Sơn Tùng MTP chỉ có thể là Hiếu thứ hai. Hiếu không phải một rapper quá xuất sắc nếu so với các quái vật cùng thế hệ, cũng không phải một ca sĩ có giọng hát nội lực. Tất nhiên, thế mạnh của Hiếu cũng giống như Tùng là tạo ra những giai điệu catchy mang dấu ấn riêng nhưng lại rất hợp thị hiếu người nghe trẻ tuổi, khi Hiếu đưa được cả cái tôi và những câu chuyện, những góc nhìn của cậu về cuộc sống, về tình yêu. Khả năng tạo hit của Hiếu là không cần bàn cãi, gần như tất cả các sản phẩm của Hiếu trong một chương trình âm nhạc mà cậu tham gia mới đây đều dễ dàng đứng vị trí top 1 trending chỉ sau vài ngày đăng tải. Không phải ai cũng làm được điều này chỉ nhờ vào fanbase và ngoại hình. Năm 2023, khán giả có thể thấy Hiếu thứ hai vụt lên thành một hiện tượng và đã bắt đầu thấy lờ mờ hình ảnh của một ngôi sao lớn ở Hiếu. Có thể nói năm 2024 chứng kiến sự thống trị của Hiếu thứ hai trên mọi phương diện. Không chỉ là ông hoàng top trending mà còn là một ông hoàng game show và ông hoàng quảng cáo. Ở Hiếu còn cho khán giả cảm giác về sự chân thật khá rõ ràng, dù cậu có những sự tiết chế nhất định để bảo vệ đời sống riêng tư. Việc tham gia nhiều show truyền hình giúp Hiếu đưa cá tính của mình đến gần hơn với khán giả. Họ có thể thấy được ở Hiếu không chỉ là một ca sĩ, một rapper, một thần tượng với tài năng và ngoại hình. Họ còn thấy ở đó là một cậu em út đáng mến trong 2 ngày 1 đêm, một thủ lĩnh hết mình với đồng đội khi ở cạnh gác nàng, một chàng trai thông minh, hài hước nhưng luôn ở đó vì bạn bè được thể hiện khá rõ ràng trong show Anh Trai Say Hi. Tất cả đều là những chất liệu cực kỳ được lòng khán giả Việt Nam. Một cái tên cũng không thể bỏ qua khi chúng ta nói đến việc có thể soán ngôi Sơn Tùng MTP, đó là Quang Anh Rider. Chàng ca sĩ trẻ đã nổi lên như một hiện tượng thú vị của nhạc Việt ở Rap Việt mùa 3 khi là quán quân của cuộc thi hát nhưng lại vào chung kết cuộc thi rap. Và bây giờ, anh là cái tên nổi bật trong chương trình Anh Trai Say Hi 2024, đang dần bứt phá, thể hiện nỗ lực không ngừng để trở thành một nghệ sĩ đa năng. Quang Anh Rider từng là quán quân The Voice Kids 2013 và sau một thời gian dài vắng bóng, anh đã trở lại cuộc đua âm nhạc và thực sự được biết đến sau khi tham gia Rap Việt mùa 3. Tại đây, anh chàng được khen có tố chất ngôi sao như Sơn Tùng MTP. Ở chương trình Anh Trai Say Hi 2024, Quang Anh Rider đã thể hiện nền tảng tốt để tỏa sáng trong cuộc thi lẫn thị trường nhạc Việt khi sở hữu nhiều kỹ năng, hát hay, tư duy sáng tác tốt, phong cách trình diễn đa dạng, biết chơi nhạc cụ. Rider cũng là một trong năm anh trai xuất sắc nhất tại Anh Trai Say Hi. Bên cạnh đó, tính cách của anh chàng cũng nhận được sự yêu mến của đông đảo fan hâm mộ. Gần đây, một đoạn hội thoại lễ phép của Rider với thầy giáo dạy trống Nguyễn Hùng Cường được đào lại. Trong đoạn hội thoại, Rider xưng con, gọi thầy và lời lẽ cũng rất lễ phép. Thầy ơi, con đang không biết phải sắp xếp thế nào ạ. Công việc hiện tại của con đang có khá nhiều mục đích cũng như là đang chuẩn bị cho nhiều sản phẩm thầy ạ. Con đang vẫn muốn học nhưng con sợ lịch trình làm việc của con bị trùng khá nhiều vào lịch phụ thầy ạ. Con đang hơi khó nghĩ ạ. Thầy ơi, thầy khỏe không ạ? Tối nay thầy dõi theo Rap Việt, tập này con lên sóng thầy ơi. Lần này con mang cả trống lên thầy ạ. Tối nay thầy xem nhé, 9 giờ là có trên YouTube ạ. Xét về tài năng cũng như tiềm năng phát triển, Rider đúng là chẳng kém cạnh gì ai và có thừa tố chất để trở thành ngôi sao hàng đầu. Có chăng là cậu chàng vẫn còn quá trẻ và cần thêm thời gian để tôi luyện nữa mà thôi. Còn Trách, người tôi cũng đã đề cập ở đầu, người từng không ít lần được đem ra so sánh với Sơn Tùng và cũng đã có những thời điểm đã tiệm cận tới vị trí của Tùng thì có vẻ như đang có dấu hiệu đi xuống từng ngày và khó có thể cạnh tranh được với những cái tên nổi đình đám hiện nay bước ra từ những cuộc thi và game show hàng đầu như Hiếu thứ hai hay Rider. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Trách nói bản thân cầu thị, điềm tĩnh hơn, nhiều năng lượng hơn sau hành trình làm nghề. Tuy vậy, khán giả cho rằng nam ca sĩ sụt giảm danh tiếng, hình ảnh cá nhân vì nhiều lùm xùm. Hậu thị phi, anh cũng ít tương tác trên mạng xã hội như trước kia. Những sản phẩm âm nhạc mới đây, ví dụ như Thiên Lý ơi, vẫn được khán giả đón nhận. Tuy nhiên, rõ ràng sức hút của J97 đã giảm rõ rệt so với trước kia. Còn nếu để so với Sơn Tùng, có lẽ sẽ có nhiều anti cho rằng đặt Trách cạnh Sơn Tùng là một sự xúc phạm. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sau Sơn Tùng có được một lượng fan hùng hậu như Trách thật sự không phải ai cũng làm được. Có lẽ trong 1 đến 2 năm tới, Sơn Tùng vẫn sẽ là ông vua của V-pop, vẫn sẽ thống trị mọi bảng xếp hạng, vẫn sẽ là thần tượng có fandom hùng hậu nhất Việt Nam. Những chiếc đồng hồ đếm ngược đang dồn dập hơn 3 giờ hết và thế hệ sau đang thiện chiến sông lên. Và sớm thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến một trang sử mới cho nhạc Việt.
Theo các bạn, người xứng đáng nhất kế vị Sơn Tùng sẽ là ai đây? Hãy cho chúng tôi biết ở phần comment nhé!